Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Cố Vấn Chứng Minh Trụ Trì Chùa Phật Tổ. Kính bạch toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Cố Vấn Trụ Trì cùng toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường, và kính chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui tốt đẹp. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị,
Thì nãy giờ thầy Thường Đạo cũng làm MC giới thiệu đưa cho tôi lên mây lên gió vậy. Tôi đi qua Mỹ, tôi đi máy bay nhiều quá, tôi cũng sợ. Xin thưa các vị là tôi đã có mặt gần 2 tháng trên đất Mỹ và nửa tháng ở tại Canada. Tôi trải qua nhiều tiểu bang để chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì dĩ nhiên là trên lịch trình đi, các cái buổi giảng pháp là rất là dày, giống như thầy Thường Đạo nãy nói là đắc sô. Thật ra mà tôi cũng biết đắc sô là sao, nhưng mà trên cái mức độ công việc làm thì tương đối dày đặc như thế. Và buổi sáng nay thì tôi giảng tại Như Lai Thiền Tự tại San Diego, và sau khi giảng xong rồi không kịp uống nước nữa, tôi chỉ xin cái hộp cơm mà bằng của nơi chùa đó thì mang lên xe rồi chạy dài đường rồi vừa ăn. Và tôi có nói vui với các vị tài xế và những Phật tử đi chung đoàn, người ta thấy mình đi đâu cũng được đón rước này kia, người ta nghĩ mình ngon lành lắm chứ ai biết mình ăn bụi đời dữ vậy nè. Xin thưa các vị, thì thật tình điều đó đối với tôi thì nó cũng không có gì mới mẻ, bởi vì tôi ăn bụi ngủ bụi như vậy cũng nhiều năm lắm rồi. Thành ra là trên đất Mỹ lặp lại chuyện đó cũng bình thường thôi, vì thời gian công việc của chúng ta mỗi nơi mỗi khác, tùy ban chỗ tổ chức sắp xếp mà tôi cũng tôn trọng. Cho nên có những lúc tôi làm việc như đang ngủ vậy các vị. Ví dụ như giờ này thông thường là giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi, nhưng mà tiếp tục làm việc thì thôi, làm bằng cái đầu, con mắt nó muốn ngủ kệ nó. Tôi cứ gắng là làm sao chú ý cái đầu để tôi trao đổi các vị, đừng nói nhầm thôi là may mắn lắm rồi. Nhưng mà lỡ có buồn ngủ quá nói nhầm thì các vị cũng chỉnh tôi lại để cho tôi kịp thời mà gọi là tỉnh lại dậy, để mà tôi có thể nói chuyện một cách chính xác hơn. Cũng mong rằng là các vị nhiệt tình ủng hộ và hoan hỷ cho những gì sơ xuất. A Di Đà Phật. Tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng mà tôi nghĩ ai cũng biết. Và thật ra mà nói thì đây là một bài giảng mà tôi suy nghĩ sẽ gửi gắm đến các vị để chúng ta tự biết, nhưng cần phải biết nhiều hơn. Đó là bài giảng là tâm là gì? A Di Đà Phật. Các vị biết tâm là gì không? Hả? Tâm là gì? Nhìn thấy ai đây xinh xinh mời người ha? Vị nào cũng xinh hết á. Mời cô đi. Dạ, thầy mời cô. Dạ, tâm là gì? Cô có đó không? Có cái đó không? Có mà không biết hả? Mời vị nữa coi. Không biết được. Nhưng mà ai nói với thầy đó? Nói bằng gì? Rồi, cảm ơn các vị. Còn ai có câu trả lời nào khác không? À, tâm là tim. Câu này trả lời nghĩa đen cũng hay á. Xin thưa các vị, cái chữ này nếu mà qua tiếng Anh á, thì nó sẽ khác à. Tại vì tiếng Việt của chúng ta đồng âm dị nghĩa. Nhưng mà nếu mà chữ tiếng Anh nó chữ 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 tim nó là gì? Heart. Nhưng mà tâm là tâm thức, nó là gì? Nó là mind, hay là consciousness, là tất cả mọi thứ, nó là chỉ cho inner mind rồi đó. Thì nếu mà khi chúng ta qua cái vấn đề phương tiện của cơ thể vật lý rồi đó, thì ở đây chúng ta không có dùng cái chữ tâm này. Chúng ta phải hiểu rằng cái nghĩa của nó theo dạng gọi là tiếng Anh là chỉ cho tâm thức á, chứ không phải là chữ hết. À, vì vậy cho nên là các vị hiểu là tôi muốn nói cái vấn đề gì, để cho chúng ta cùng nhìn nhận suy gẫm lại vấn đề. Thông thường trong xã hội chúng ta mời ai đó, hay là chúng ta kêu gọi ai đó đi chùa tụng kinh niệm Phật đồ này kia, họ nói sao? Thôi đi làm chi, tu tâm được rồi. Nó nói mình làm gì họ họ cũng nói thôi có cái tâm được rồi, nhưng không biết tâm đó họ làm gì. Mà họ cứ nói là như vậy.
Và những việc gì họ cần phân bua giải thích và họ không giải thích được, hoặc có thể là những người khác không tin tưởng họ, họ nói làm sao? Làm đó không hổ thẹn lương tâm được rồi, hay là tôi làm việc đó mà tâm tôi biết là được rồi. Như vậy họ có thể sử dụng rất là nhiều cái chữ tâm, nhưng mà có bao giờ họ biết tâm họ là gì chưa? Và có bao giờ họ là nhìn lại để thấy được tâm mình như thế nào chưa? Đây là điều muốn chia sẻ với các vị. Các vị nhớ ngày xưa khi ngài Trần Thái Tông chán cảnh phù hoa thế sự và việc trong nội bộ gia đình không được ổn định và hạnh phúc, ngài bỏ chạy dâu vào rừng, vào núi yên tử để ngài tìm con đường để mà tu. Khi ngài lần đầu tiên ngài vào núi yên tử, ngài gặp phù dân quốc sư, và lúc đó quốc sư hỏi ngài đi đâu vậy, trong khi ngài là đứng trên muôn dân trách nhiệm trăm bề, cành vàng lá ngọc như thế mà tại sao đi vô dùng rừng thiên nước động như thế này? Thì lúc đó Trần Thái Tông mới nói một câu sao? Con muốn đi vô núi để tìm Phật. Thì lúc đó phù dân quốc sư mới trả lời sao? Nói là Phật không có trong núi, mà Phật ở trong tâm. Như vậy thì các vị thấy rằng trong cái thuật ngữ, cái từ tâm này trong đạo Phật xài rất là nhiều, và thậm chí làm cho một số người còn lại nghĩ rằng đạo Phật là một dạng duy tâm học nữa kìa. Tôi sẽ chia sẻ với các vị cái coi phải là đạo Phật có phải là một dạng duy tâm học hay không, nhưng cái việc đó trình bày ở phía sau. Trước hết chúng ta giải mã để tìm hiểu cái ý nghĩa của chữ tâm là gì cái đã. Ngoài cái vấn đề của chữ tâm theo dạng mà chúng ta nghĩ là tim đi, chúng ta bỏ qua một bên đi, chúng ta tìm theo cái dạng gọi là chữ tâm để nhìn theo góc độ của là tâm thức, consciousness hay là inner mind. Tất cả những cái dạng này thì chúng ta mới tìm hiểu là một dạng mà trong tâm thức của chúng ta. Như vậy trên cơ bản định nghĩa tâm là gì? Tâm là một lãnh vực hoạt động thuộc về tinh thần. Chúng ta phải hiểu trước là như vậy. Như vậy tâm là cái tính cách hoạt động từ trên cơ sở của não bộ, của các hệ thần kinh trong cái bộ não của chúng ta. Chúng ta tạm gọi những cái hoạt động trong não bộ của chúng ta là một cái gọi là tâm thức, hay là dùng chung cho một chữ gọi là tâm. Như vậy phương diện tâm nó thuộc về tinh thần, nó đối với cái phương diện gọi là vật chất, hay là trong Phật học của chúng ta tâm nó đối với cái vật chất gọi là sắc. Như vậy cơ bản trên cái bề mặt của tâm thì chúng ta thấy rằng dựa trên năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, trong năm uẩn này thì cái uẩn đầu tiên là sắc uẩn, nó thuộc về vật chất. Thọ tưởng hành thức nó thuộc về lãnh vực tinh thần, cái lãnh vực đó chúng ta hay gọi là tâm. Vậy ngũ uẩn là một sự kết hợp của tâm và sắc, hay là của một cơ thể vật chất và một cái giá trị tinh thần của chúng ta, cái đó gọi chung là tâm. Như vậy thân này bao gồm cả thân và tâm. Lãnh vực tinh thần chúng ta gọi là tâm. Lãnh vực cơ thể vật chất, mắt tai mũi lưỡi thân như thế này, các hoạt động cơ thể vật lý của chúng ta, cái đó chúng ta gọi là vật hay là sắc. Như vậy chúng ta có khái niệm về chữ tâm chưa? Như vậy thì trong kinh Tập Thiện cho chúng ta một câu định nghĩa giống như cái lời của cô nãy vừa giải thích như vậy đó. Trong kinh Tập Thiện nó có một cái câu là: nhi tâm vô sắc bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi. Như vậy cơ bản nhất trong kinh Tập Thiện cho chúng ta một câu định nghĩa là nhi tâm vô sắc. Cái tâm đó không có hình thể, không có hình tướng vật chất, bất khả kiến thủ, không thể thấy và không thể đụng chạm được. À, rồi nhi tâm vô sắc bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng. Chỉ là nguyên câu đó luôn mới giải thích được đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi. Nó chỉ là một sự tập khởi của tất cả các pháp giả quyển hư vọng mà nên. Nguyên cái đoạn đó chúng ta phải được hiểu gì vậy? Nhi tâm vô sắc bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi. Ba cái vế này chúng ta phải được hiểu. Như vậy tâm là nó không có hình thể, cho nên không thể gờ đụng được. Ví dụ như cái chai nước này đụng được không? Được, bởi vì chai này thuộc về gì? Về sắc, là vật chất. Các vị tôi đụng được không? Được, nhưng mà không dám đụng.
Như vậy thì như vậy các vị cũng là sắc, là vật chất. Đó hoa này là sắc, là vật chất, cho nên là tôi có thể thấy, tôi có thể rờ đụng được. Như vậy cái gì từ cái mình thấy biết, mình thấy, mình rờ đụng được, cái đó thuộc về sắc. Miro về sắc, tất cả những sự vật hiện tượng cơ bản về sắc. Vậy thì tâm này nó không thuộc về cái dạng mà để gờ đụng được. Ai có gờ đụng được tâm mình không? Đâu ai móc cái tâm ra cho tôi coi cái coi. Hả? Cô móc tâm ra thầy coi được không? Hả? Nhưng móc trái tim thì chắc được đúng không? Nhưng mà thôi cảnh sát lộn tôi chết. Như vậy thì cơ bản nhất là chúng ta là không thể nào mà rờ đụng được cái tâm. Thấy tâm không? Thấy không? Nếu các vị thấy, các vị lên bàn làm Phật rồi. Có thể thấy, nhưng mà ở đây chúng ta cơ bản trên một cái nền tảng phàm phu, chưa có khả năng để thấy biết được điều này. Vậy thì cái này nói trên cái mức độ của một người bình thường, cho nên câu thập thiện định nghĩa như thế. Vậy là nhi tâm vô sắc bất khả kiến thủ, là tâm không có hình sắc, cho nên không thể thấy, không thể đụng chạm được. Mà nó là gì? Nó được kết tập bằng một cái gọi là đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi. Tức là nó chỉ là một sự tập hợp của tất cả các suy nghĩ, tư duy về các cái pháp quyển hoặc mà nên. Chúng ta có buồn không? Có. Có vui không? Có. Có hận thù không? Có. Có giận ghét không? Có. Có thích không? Có. Tất cả những cảm giác đó biết có không? Biết không? Biết. Mà nó thường không? Khi các vị vui, khi các vị buồn, khi các vị thích, khi các vị giận, cái đó thường không? Thường, thường xảy ra, nhưng mà nó là vô thường. Như vậy thì trên cơ bản, khi dày khi khác, tức là nó có sự đổi thay thì nó là gì? Vô. Là vô thường, mà vô thường thì đổi gì vậy? Giả tạm, có phải không? Dạ, dạ. Vậy thì cái câu đó là đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi. Nó chỉ là sự tập hợp của tất cả các cái hình dung suy tư của chúng ta bằng tính vô thường giả tạm khi có khi không, từ cảm giác trạng thái này qua cảm giác trạng thái đó, cái đó gọi là tâm. Định nghĩa cơ bản của kinh thập thiện là như vậy. Như vậy thì cái câu đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi cơ bản nhất có những người giải thích không ra, và chúng ta không hiểu được tại sao phải dùng cái câu đó. Bởi vì chúng ta bị vướng mắc cái chữ pháp, là chúng ta cứ tưởng tượng rằng tất cả sự vật hiện tượng này mới gọi là pháp. Sự thật, hiện tượng của tâm vẫn là pháp, cái đó thuộc về sắc pháp. Các vị nên nhớ là như vậy. Thì cái này thuộc về dạng sâu hơn nữa của duy thức học rồi. Tôi không muốn cho các vị phải mơ màng về việc đó, mà tôi để đi chuyên về trên cơ bản những từ ngữ để chúng ta giải thích. Vậy thì cái trạng thái tâm chúng ta vô thường, suy nghĩ, buồn vui, tất cả những cái đó, người đời gọi đó là tâm. Vậy cơ bản nhất hỏi tâm là gì? Thì chúng ta phải biết cơ bản là cơ bản con người chúng ta nhận ra được những sự buồn, vui, giận, ghét, biết được này, biết được kia, cái đó gọi là tâm. Ví dụ bây giờ các vị biết nãy gì không? Biết gì? Micro. Như vậy cái micro này là gì? Xin thưa các vị, các vị dùng cái gì để biết được micro? Con mắt ngàn lần thấy cái micro cũng vậy thôi à. Xin thưa các vị, con mắt chỉ hiển thị sắc trần thôi. Mà tự thật con mắt cũng không thể hiển thị được sắc trần nữa. Con mắt chỉ là một cái cơ quan vậy thôi. Nhưng để hiển thị sắc trần, con mắt phải có cái nhãn thức. Nhãn thức là sự nhận thức của mắt. Nhờ nhận thức của mắt, cái đó gọi là nhãn cầu để hiển thị được sắc trần. Bởi vì những người có mắt mà không thấy thì như vậy chỉ có nhãn căn thôi, không có nhãn thức. Như vậy có mắt mà không thấy thì không thể có nhãn thức. Mà nhãn thức là để chỉ hiển thị sắc trần, chứ không thể biết được cái này cái micro. Nhớ kỹ là nhãn thức không thể biết được đây là micro. Nhãn thức không thể biết được đây là bông hồng. Mà nhãn thức nó chỉ hiển thị cái bông này trong nhãn cầu thôi. Cái tác dụng của nhãn thức nó chỉ là như vậy thôi.
ý thức dựa vào cái nhãn thức gọi là nhãn câu ý thức, thì lúc đó mới nhận ra được rằng à, cái hình thể mà phản ánh trong nhãn cầu, cái đó là bông hồng. Và biết rằng bông hồng nó sẽ khác với chai nước. Cái này không phải do mắt. Mắt thấy cái này, mắt thấy cái này, mắt thấy cái này chỉ là cái bóng được hiển thị trong nhãn cầu. Nhờ nhãn thức mà nó hiển thị được trong nhãn cầu. Còn biết được cái chai này khác với cái bông hồng này, cái này khác với cái này, cái này phải qua nhãn thức. Các vị trước mắt tôi biết được ai đẹp, ai xấu, ai quen, ai lạ. Cái đó không phải là con mắt. Con mắt là các vị phản ánh trong nhãn cầu tôi nhìn ai cũng giống nhau như vậy. À, nhưng mà tôi biết được người này thế này, người này mặc áo nâu, người này mặc áo lam, cô kia mặc áo đỏ gì đó. Tất cả những cái này biết được phải qua nhận thức của ý thức. Ý thức tự thân không thể hình dung biết được, mà ý thức dựa vào con mắt hiển thị sắc trần để phân biệt đánh giá các sự vật hiện tượng. Vậy thì trên cơ bản của chúng ta là người đời, chúng ta nhận ra cái tâm mình là chỉ là những cái nhận thức phân biệt như vậy, chúng ta gọi là tâm mình. Nhưng hỏi tâm ở đâu? Tâm trong đầu, đúng không? Chúng ta nói là tâm đâu, cái tôi nói là tâm trong đầu. Xin thưa thật với các vị, cơ bản nhất là chúng ta dựa vào cái bộ não và hệ thần kinh của chúng ta. Chúng ta tạm gọi nó là tâm, là nó hoạt dụng sự thật. Tâm của các vị nó không phải bằng cái gáo dừa ở trong đầu như thế đâu. Nếu mà nói như vậy thì thật ra Phật tánh này không thể trùm cả không gian thời gian. Và khi các vị thành Phật, các vị thành có một cục bi lớn như sao à? Nó không phải là như vậy. Và đừng bao giờ tưởng tượng là Phật tánh là một cái cục gì trong đầu tôi, cho nên gán tu để moi ra kiếm cái cục đó như cục kim cương gì ẩn sẵn ở trong não, phải không? Không có những cái vấn đề đó. Tôi có giảng các vị một bài giảng là Phật tánh là gì, có thể là tạm nghe lại trên YouTube hoặc trên website Phật Pháp ứng dụng .com chẳng hạn. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Ngày xưa Tổ Huệ Khả khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, một lần Tổ Huệ Khả mới thưa Bồ Đề Đạt Ma rằng là: bạch Hòa Thượng, tâm con không an. Lúc đó Tổ Huệ Đạt Ma nói sao? Ông đem tâm ra đây ta an cho. Cái lúc đó Tổ Huệ Khả làm gì? Đi kiếm tâm. Cũng giống như các vị nãy tôi hỏi tâm là gì, bắt đầu kiếm à. Kiếm coi tâm đâu, hay là tâm tôi có nhảy qua bên kia ở đỡ không. Cho nên nhìn người này nhìn người kia đang biết, đang chọp về gắn lại, đang nói tâm trong đầu. Xin thưa các vị, như vậy thì lúc mà tâm không an, rồi thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma tâm con không an, thì Tổ kêu là lấy tâm ra đây ta an cho. Thì lúc đó Tuệ Khả mới tìm hoài, thấy không? Không. Cũng giống như các vị quay nãy giờ tìm vậy đó. Rồi cuối cùng mà nói là con tìm tâm không thấy. Thì ngay đó Tổ Bồ Đề Nam Ma nói câu gì? Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Vậy thì các vị thấy rằng an hồi nào, ai làm gì và đụng tới hồi nào, dàn xếp trong lòng hồi nào, tại sao gọi là an, và khi lúc đó là tâm ở đâu? Đây là cái điều mà chúng ta khó nhận biết được. Đa phần biết các sự vật thì ai cũng biết, nhưng để gọi là tìm ra cái gì biết thì dường như chúng ta không nhận ra, và cũng chưa bao giờ có lý do để chúng ta hiểu rằng tại sao mình biết. Chúng ta đâu cần đâu. Cứ nhìn hoa hồng biết hoa hồng được rồi, chứ nghĩ sao tại sao phải biết hoa hồng và lấy gì biết. Ai ăn ở không nghĩ vớ vẩn chi. Chúng ta có cái suy nghĩ là như thế. Nhưng mà những cái bậc tu hành hay là các cái nhà tâm lý học đã cho chúng ta về điều đó để hiểu được mình hơn. Bởi vì nếu không hiểu được mình, làm sao điều phục được mình? Không hiểu được mình, làm sao chuyển hóa mình? Cho nên một triết gia từng nói rằng biết ý thức được mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Như vậy cần phải biết được mình để mình mới có thể thay đổi, giúp mình chuyển hóa, và mọi thứ có thể tốt hơn là nhờ cái điều này. Còn những cái ví dụ biết vô nghĩa, biết để chơi, như vậy biết để làm gì cho hao hơi tổn tướng, nhiều bút mực diễn tả làm chi cho mất công vậy. Vậy thì cái trường hợp của Ngài Huệ Khả đã cho chúng ta thấy rằng tâm này không thể sờ mó được, nhưng mà muốn an nó có cái cách để làm cho an.
không phải dùng cái tay này để dặn, để sửa, để chỉnh, để an. Cho nên khi chúng ta dịch cái chữ tu gọi là sửa đó, sự thật cái này dịch cái đó nghĩa đen thôi. Chứ nếu gọi là cái tu là sửa, biết sửa gì? Ví dụ cái xe các vị bị hư, các vị sửa được không? Được. Vậy cái đầu các vị hư, các vị sửa bằng cái nào? Các vị lấy bù lon hay là búa vô, các vị dặn hay làm gì? À, như vậy ở đây cái chữ tu phải được hiểu là chuyển hóa. Chứ không mang cái nghĩa sửa. Cái sửa là nghĩa đen để chỉ rằng cái gì hư cần phải sửa. Như vậy cái tâm hư cũng phải sửa. Nhưng sửa cái tâm là một sự chuyển hóa. Như vậy khi Ngài Huệ Khả an tâm, Ngài Huệ Khả có lấy cái gì để mà đè, để nén, để cài, để làm gì cho mình an không? Không. Tự thân các vọng niệm nó lắng dịu là tự thân tâm nó đang rồi. Sự thật không phải riêng chúng ta nhận lầm cái chỗ này. Chúng ta không biết tâm ở đâu. À, mà chính Ngài A Nan là một người đa văn đệ nhất, là thánh đệ tử của Đức Phật, vẫn không biết tâm ở đâu mà. Các vị đọc kinh Lăng Nghiêm, các vị thấy sau khi Ngài A Nan mà bị cái nạn ma đăng già, phải nhờ Ngài Văn Thù đi đến đọc năm đệ Lăng Nghiêm để mà cứu A Nan đem về. Và khi về gặp Phật khóc tỉ tê trơn trọi: nếu không có Ngài Văn Thù, con có Phật cứu là chết con rồi. À, hôm nay bị nạn ma đăng già là mất giới thể tiêu rồi, làm sao mà đời này có thể chứng thánh thế thế. Thì Phật cũng cảm thương rằng, Phật hỏi A Nan: ngày xưa làm sao ông đi tu vậy? Nó dạ, ngày xưa thấy Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con thấy Phật đẹp quá, dễ thương quá, cho nên thích đi tu. Cả đời đơn giản như vậy thôi. Và lúc đó qua 7 lần gạn hỏi tâm, Ngài A Nan vẫn không trả lời chúng. Mà đầu tiên Đức Phật hỏi là ông dùng cái gì để thấy biết này kia, ông dùng cái gì để thấy, rồi nó dùng mắt để thấy, rồi dùng cái gì để biết, dùng tâm để biết. Và lúc đó Đức Phật mới hỏi vậy là tâm ông ở đâu? Đó, cũng giống như nãy tôi hỏi các vị tâm ở đâu vậy đó. Nhưng tôi không phải là Phật. Xin thưa, tôi hỏi tôi không có phải là Phật. Bởi vì Phật là người đã giác ngộ tuyệt vời rồi. Còn tôi đây qua ngôn ngữ tôi vui với các vị, trao đổi với các vị mà thôi. Tôi chỉ nói trên văn tự thôi, chứ không phải là tôi là người gọi là thấy tâm như Phật được. Nhưng tôi có thể là do vấn đề học, và tôi chia sẻ với các vị qua lăng kính của nhận thức, của kiến thức. Rất có thể tôi không phải là người gọi là tu tập để thấy tâm, để cho những cái người cứ là đặt cái vấn đề là à, đạt ngộ chưa mà đặt các vấn đề này. Xin thưa Phật, tôi chỉ là trao đổi văn tự để chúng ta hiểu cái vấn đề, rồi chúng ta cùng nhau tu học. Chuyện tu này không có của riêng ai, không phải tôi hay là các vị, mà tất cả chúng ta. Trở lại vấn đề, khi lúc đó Đức Phật hỏi Ngài A Nan tâm ở đâu, cái A Nan nói tâm trong. Giống như các vị nãy hỏi tâm đâu, trong trong đầu. Đức Phật mới cho thí dụ: này A Nan, nếu ông nói là tâm ở trong trong đầu của ông á, thì bây giờ tôi hỏi ông nè, khi ông ở ngồi trong giảng đường này, thì ông thấy ở trong giảng đường hay là ông thấy ngoài giảng đường? Lúc đó A Nan mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, khi con ngồi trong giảng đường thì con sẽ thấy các sự vật hiện tượng, cả Thế Tôn, cả bàn ghế và đại chúng trong giảng đường trước. Rồi sau đó nhờ những cánh cửa sổ, những lỗ thông thoáng bên ngoài, con mới thấy được bên ngoài. Như vậy thì người ngồi trong giảng đường sẽ thấy trong giảng đường trước khi thấy ở ngoài chứ, đúng không? Và nhờ những cái khoảng không của bên ngoài mình mới thấy bên ngoài là cái gì. Trước hết tôi ngồi đây mà tôi không thấy các vị, tôi đi thấy cái nhà đằng trước, vô lý. Tôi phải thấy các vị rồi mới nhân cái khoảng trống tôi mới thấy phía bên ngoài, và xa nữa là tôi thấy phía chân trời chứ. Vậy thì Đức Phật lúc đó mới hỏi: vậy A Nan, khi ông nói tâm ông ở trong, nhưng ông có thấy cái gì trong ông không? Ông có thấy phèo, phổi, bao tử, ruột rà, gan, mật của ông không? A Nan nói: dạ không. Có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ nếu tâm ở trong, sao không thấy ở trong, mà sao thấy ở ngoài? Như vậy thì bây giờ không thấy ở trong mà thấy ở ngoài, thì lúc A Nan mới nói: như vậy tâm ở ngoài. A Nan mới nói vậy là bây giờ bị Đức Phật đặt như vậy bí rồi. Bây giờ mình nói ở trong, nhưng mà Đức Phật hỏi là ở trong thì mình phải thấy trong trước mới thấy ngoài. Như vậy bây giờ mình không thấy ở trong mà mình thấy ngoài, chứ mình đâu thấy trong. Như vậy là
tâm phải ở ngoài. Cho nên lúc đó mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, con hiểu rồi, tâm ở ngoài. Như vậy thì lúc đó Đức Phật mới nói tiếp, nói này là: nếu tâm ông ở ngoài, vậy là tâm ông và thân là hai thực thể khác nhau hay là một? Nếu ở ngoài với trong là hai thực thể khác nhau, vậy thì giữa tâm và cái cơ thể ông không có liên hệ gì nhau cả. Nhưng mà tôi mới nói, lúc đó Đức Phật mới nói là: như vậy A Nan, buổi sáng nay ta cùng với chúng tăng đi khất thực trong kinh thành, và khi về đến đây thọ trai, ta ăn đại chúng có no không? A Nan nói: dạ không no. Như vậy là hai thực thể khác nhau, ta ăn người khác không thể no, nhưng mà tâm ông ở ngoài. Vậy chứ khi ông thấy các sự vật thì ông có biết hay không? Ví dụ bây giờ ông dùng mắt ông thấy bông hồng, ông có biết không? Như vậy nếu tâm ông ở ngoài, mắt nó thấy bông hồng kệ nó, nhưng mà tâm đâu có biết. Mắt và tâm hai cái khác nhau mà. Nhưng mà khi ông thấy bông hồng thì ông biết. Như vậy tâm ông đâu có rời thân ông như hai thực thể đâu. Cái lúc đó A Nan mới nói: vậy là không phải ở ngoài rồi, vậy là nó trong giữa con mắt. Lúc đó A Nan mới nói: vậy là cái tâm con nó núp ra đằng sau con mắt á. Tại vì chính nó núp đằng sau con mắt, cho nên nó không thấy ở trong là không có thấy thân, tại vì nó trên mặt mà. Và núp đằng sau con mắt cho nên nó chỉ thấy bên ngoài thôi, mà nó không thấy được trong. À, thì lúc đó Đức Phật mới cho ví dụ nữa. Đức Phật mới nói rằng: ta ví dụ dùng hai cái chén thủy tinh mà úp lên con mắt, mắt vẫn nhìn thấy được bên ngoài, đúng không? Giống như các vị đeo kiếng phía trước, các vị thấy bên ngoài. Nhưng khi các vị nhìn thấy bên ngoài, các vị có thấy cái kiếng không? Thấy không? Cô đeo kiếng, cô thấy thầy không? Nhưng mà cô có biết, cô có thấy cô đeo kiếng không? Sao không thấy? Các vị đừng khùng theo tôi nha. Tôi muốn khùng rồi đó. Như vậy các vị thấy, lúc đó A Nan nhảy tứ tung hết. À, bây giờ A Nan mới cho như vậy. Thì khi Đức Phật mới nói rằng: nếu ông dùng hai cái chén thủy tinh ông úp vào trong con mắt thì cũng không ngăn ngại được mắt, mắt vẫn thấy cảnh. Nhưng mà tôi hỏi ông lúc đó ông có thấy chén thủy tinh không? Thì A Nan mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, thấy. Như vậy nếu ông nói tâm ở phía sau con mắt, vậy ông có thấy con mắt ông không? Như các vị thấy tôi không? Mà các vị thấy mắt các vị không? Vậy thì lúc đó A Nan thua Phật chưa? Xin thưa các vị, thất xứ trương tâm lập 7 lần gạn hỏi tâm như thế, bằng nhiều hình thức khác nhau, A Nan đều không trả lời chúng. Vậy cuối cùng tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở phản giữa, không ở các giác quan, vậy tâm ở đâu? Đây là một cái điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên khi mà nhận diện nói về tâm, chúng ta nói rất là thoải mái, nhưng khi hỏi tâm là gì, thật sự không biết là gì. Và chính vì vậy chúng ta mới trầm luân khổ ải sanh tử. Và chính vì không biết tâm là gì, chúng ta mới không thể điều phục được các thiện ác nơi chính mình. Đa phần chúng ta chỉ làm theo một quán tính của nghiệp sai sử mà thôi. Các vị thấy có phải vậy không? Chúng ta làm theo một quán tính người ác, có những hành động theo ác, không bao giờ biết mình ác. Bởi vì đây là nghiệp dẫn. Mà hồi sáng tôi có giảng một cái bài giảng là ở tại San Diego đó, là bài giảng là đừng tham vọng thay đổi người khác đó. Đây là một bài giảng chia sẻ rất là tận tình. Nhưng trở lại cái bài giảng này, tôi muốn nói rằng người ác làm theo quán tính ác là do hạt giống ác và nghiệp ác dẫn đi. Và người thiện cũng theo quán tính của hạt giống của lương tâm, của nội tâm của chúng ta từng có. Chúng ta hướng dẫn và người thiện đi theo con đường lành mạnh của chính mình. Nhưng người ác không hẳn là chấp nhận đó là lành, và cũng không hẳn là thừa nhận đó là một hành động tốt.
Mỗi người nhìn theo cái nghiệp riêng của mình. Nếu tôi đeo kiến trên mắt tôi là kiến màu đen, thì tôi không cho bất cứ sự vật nào là màu khác cả. Màu của tôi nhìn thấy như thế nào là đúng, nhưng thật sự đúng là vì tôi đeo kiến đen thôi. Nó sẽ khác với người đeo kính màu trắng, khác với người đeo kính màu hồng. Vì vậy nhìn tất cả các sự vật hiện tượng là qua lăng kính nghiệp cảm của mỗi con người để nhìn các sự vật hiện tượng khác nhau. Đi chùa tốt hay xấu? Tốt với Phật tử thôi. Nhưng người không phải Phật tử thì sao? Chưa hẳn là đi chùa tốt, đi chùa thậm chí còn xấu nữa. Họ đã lôi ra tất cả những cái chuyện gì mà họ tập nhiễm được để họ chứng minh rằng chùa là xấu. Bởi vì họ không có hạt giống của chùa, họ không có hạt giống của Phật Pháp. Các vị cãi lộn với họ được không? Không. Bởi vì trong tâm họ là in trí những hạt giống của nghiệp họ. Vì vậy tôi có giảng một bài giảng tại Úc. Đó là bài giảng là ác duyên và thiện duyên. Các vị nghe lời các vị sẽ thấy. Người ác không có nhiều phước báo sẽ gặp ác duyên dẫn dắt và đi vào nẻo ác mà không có cách khác, cho dù biết khổ cũng không có đường chạy. Người thiện duyên là người có nhiều phước báo, có nhiều cơ may để giúp cho chúng ta lèo lái ra khỏi những con đường ác bằng những lương tâm và thánh thiện của chúng ta. Đó là nhờ phúc đức của mỗi con người. Vì vậy khổ đau và hạnh phúc của con người lệ thuộc rất lớn vào cái hạt giống thiện và ác trong lòng chúng ta, mà chúng ta hay gọi đó là trong tâm. Vì vậy thì nhận thức được tâm mới nhận thức được các hành động và mới chuyển qua các hành động. Đây là điều quan trọng mà tôi muốn nói với các vị là đạo Phật không phải là duy tâm học. Nên nhớ là như vậy. Có một số người cho rằng là đạo Phật là duy tâm học, sai lầm. Các vị nên nhớ rằng duy tâm và duy vật, đây là hai trường phái triết học của phương Tây, không dính dáng gì đến phương Đông cả. Phương Đông là đạo Phật hay là Khổng giáo hay là Lão giáo gì đó, đây là một nền đạo học của phương Đông, hoàn toàn không dính dáng với các vấn đề về triết học là duy tâm hay là duy vật. Các vị xem lại bài giảng tôi giảng là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, các vị sẽ rõ hơn. Bởi vì hai trường phái này chống đối nhau về cái sự làm chủ. Người duy tâm cho rằng tâm có trước, trước vật chất có sau, tâm là thế thế. Còn người duy vật cho vật chất có trước, trước ý thức có sau, vậy vậy. Và suốt nhau hàng nghìn năm để tranh cãi với nhau. Đạo Phật không cần thiết để rỗi nghề để tranh cãi mấy cái chuyện này. Và cái này cũng không phải là điểm gặp nhau của Phật giáo cả hàng ngàn nghìn năm về trước. Trở lại vấn đề của chúng ta, đạo Phật nói về tâm không mang nghĩa là một duy tâm học. Bởi vì đạo Phật, học thuyết của đạo Phật là học thuyết duyên khởi, không có một cái gì độc lập hết trơn trọi. Học thuyết duy tâm và duy vật là những cái mà hình thành được độc lập, trong khi Phật giáo là học thuyết duyên khởi. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Nhớ kỹ nguyên lý này. Các vị nghe lại bài giảng là thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo, tôi đã chia sẻ rồi. Vậy thì cái gì tôi nói rồi tôi không muốn lặp lại nhiều. Trở lại vấn đề của chúng ta là khi đạo Phật đề cập đến tâm, nó không mang nghĩa là một duy tâm học. Bởi vì tâm không thể tồn tại ngoài thân, nên nhớ kỹ câu cô đó nói đúng. Và thật sự thân này không thể tồn tại khi không có tâm. Sự thật tâm và vật là mối liên hệ, nó như điện và cục sắt vậy đó. Điện không thể ngoài cục sắt mà có được, và không thể nào mà trong một cục sắt mà không có tính dẫn điện hay là không có cái tính của ion mà nó có thể tồn tại được một vật thể như vậy. Ion hay là electron gì đó. Như vậy thì các vị phải hiểu rằng đây là một nguyên tắc tồn tại của các sự vật hiện tượng và kể cả con người. Vậy thì khi chúng ta có sự tồn tại như thế, chúng ta nghĩ rằng đạo Phật nói về tâm là tại sao? Tôi nói các vị cho thí dụ, bây giờ đây là một cái điện thoại. Này phải điện thoại không? Cái gì giống bóp vậy? Rồi điện thoại. Điện thoại này điện thoại gì á? Hả? Samsung. Trị giá cỡ nhiêu? Hả? Trị giá cũng vài trăm đô gì đó phải không? Rồi tôi thấy cái điện thoại này là điện thoại Samsung. Điện thoại đẹp hơn cái điện thoại cùi bắp của tôi. Rồi trị giá điện thoại này cũng mắc, vì vậy tôi muốn lấy cái điện thoại này.
Vậy thì tự nhiên tôi không suy nghĩ gì hết, cái tay tự nhiên lấy điện thoại bỏ túi. Có không? Có làm được chuyện này không? Không. Tự thân của cái tay này không thể nào tự nhiên vậy, cái nó lụm cái điện thoại bỏ vô giày. Không có. Mà nó do cái gì? Do cái đầu này nè. Cái đầu nó phải diễn dịch nãy giờ á. Điện thoại này tốt hơn điện thoại mình, điện thoại này trị giá bao nhiêu. Vậy thì nếu mà lụm được cái điện thoại này, mình về mình khoe của, mình chảnh đồ ngon lành ha. Vậy giật thiêu một hồi rồi cái bắt đầu sao? Coi coi có ai không? Đúng không? Bắt đầu cái tay mới lấy. Tự thân tay không thể lấy được, mà nó phải qua rất là nhiều cái công đoạn của tư duy rồi cái tay nó mới lấy. Như vậy cái tay có tội hay là cái tư duy có tội? Cái tay này là lệ thuộc vào tư duy mà hành động, chứ tự thân nó không có gì cả. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Đức Phật nói chữ tâm là mang cái nghĩa là tâm chủ động các hành động. Vì vậy muốn kiềm chế hành động, điều quan trọng nhất kiềm chế từ tâm. Đây là điều quan trọng như vậy. Chứ có bao giờ Đạo Phật nói tâm là thuộc về một di tâm khách quan ở ngoài thân, hay là nó tồn tại một cách độc lập đâu? Không mang cái nghĩa như vậy. Cho nên chúng ta đọc cái câu đầu tiên trong Kinh Pháp Cú, chúng ta xin lỗi, đúng rồi, cái câu mà đầu tiên trong Phẩm Song Yếu, đầu tiên câu gì? Có một bản Kinh Pháp Cú mà nhiều loại vậy. Nó dị bản ghê gớm nha. Rồi, cơ bản nhất là tôi biết các Phật tử nghe nhiều, đọc nhiều, đã hiểu nhiều. Vậy thì cơ bản của câu là trong các pháp tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nhớ không? Vậy thì ở trong đây chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng tâm chủ động các hành động, chứ đâu phải Đức Phật nói là tâm là ở ngoài thân hay gì đâu, hay là tâm tồn tại độc lập khách quan trước đó hay gì đâu. Vậy là từ khẳng định trong cái bản kinh Pháp Cú đã cho chúng ta những cái ý tưởng đó rồi. Trong các pháp tâm dẫn đầu, chứ đâu nói tâm một mình độc lập đâu, có phải không? Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, là chủ động các hành động á. Tâm tạo tác tất cả, tức là suy nghĩ ý tưởng mới dẫn đến hành động. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp để nói năng hay hành động, thì việc ác sẽ kéo theo như ta, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo. Vậy thì tiếp theo câu thứ hai là cũng trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh để tạo nghiệp nói năng hay hành động, thì việc lành sẽ đến với ta như bóng theo hình. Vậy thì các vị thấy Đức Phật nói rất rõ mà. Đức Phật nói đâu phải là một cái trường phái thuộc về duy tâm học đâu mà ở đó mà cãi cọ hay là thế này thế kia. Đức Phật nói rất là rõ như thế. Vậy thì chúng ta thấy rằng cơ bản tâm không có là cái thuộc về trường phái duy tâm hay là duy vật như chúng ta đã từng nghiên cứu về mặt triết học. Nghe lại bài giảng Đạo Phật duy tâm duy vật sẽ rõ. Vì vậy tâm chủ động các hành động, cho nên có một cái câu đố về tâm. Người ta đố như thế này: tam điểm như tâm tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Cái này phải có cái bản, tôi sẽ làm cho các vị thấy rõ hơn. Nhưng mà thôi được rồi, cô đừng đi kiếm bản, giờ kiếm lại cái hết giờ luôn á. Như vậy thì cái trong câu này cho chúng ta một câu đố. Cái câu đố, cái nghĩa của nó là để đố về chữ thôi. Bởi vì cái chữ Hán á, khi chúng ta viết, chúng ta viết sao? Chữ tâm là gì? Tam điểm như tinh tượng, nó có ba chấm ba góc, là ba chấm như ngôi sao vậy đó. Hoành câu tợ nguyệt tà thì trong ba chấm đó nó có cái dấu mốc như cái móc câu mà ai đi câu thì biết, nó móc vậy nè. Như vậy thì ba chấm rồi nó móc như thế này, tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, hình dung được không? Tưởng tượng không nổi đâu không? Ai có học chữ Hán thì tưởng tượng ra. Rồi người ta mới nói là phi mau tùng thử đắc. Phi mau là gì? Phi mau là chạy nhanh phải không?
Tôi đã nói với các vị tiếng Hán Việt đồng âm dị nghĩa rất là nhiều. Phi là gì? Phi không phải là phi nước đại như ngựa, mà cũng phải là phi là bay. Ở đây là phi là mang. Phi mau là mang lông hay là đội lông. À, phi mau tùng thử đắc là đội lông đội sừng, cũng từ tâm. À, tùng thử là tùng từ đây đó, là từ đây là từ gì? Tử từ tâm á, từ tam điểm như tinh tượng hoành câu tợ nguyệt tà nãy đó. Rồi sao? Tố Phật giả do tha, hành thành Phật cũng từ cái đó đó. Vậy thì ở đây tạo nghiệp để đọa trong tam đồ khổ cũng là tâm, mà thành Phật cũng là tâm. Như vậy trên cơ bản chúng ta thấy tâm chi phối rất là mạnh mẽ. Tâm muốn chết thì thân này sao? Phải bằng mọi cách bức tử để chết. Các vị thấy những người tự tử không? Ở Mỹ thời gian mà suy thoái kinh tế tự tử rất là nhiều đó. Chẳng hạn tự tử một mình mà lôi cả gia đình tự tử theo á. À. Như vậy thì khi tâm nó muốn chết thì bằng mọi cách nó lôi cho chết. Lúc đó thân có muốn không? Thân đâu có cảm giác gì, đâu muốn gì đâu. Nhưng mà khi tâm nó đã dẫn đến muốn cái chết thì bằng mọi cách phải chết được. Nhưng mà tâm nó muốn sinh tồn, nó muốn tồn tại thì bằng mọi cách cực khổ gian nan, thậm chí vô bệnh viện thở bình oxy rồi cũng vẫn còn năn nỉ với bác sĩ, còn nước còn tát, bác sĩ ơi. Có phải vậy không? Như vậy thì nếu khi muốn sinh tồn rồi thì bằng mọi cách để được tồn tại. Nhưng mà muốn hãm hại ai thì bằng mọi cách để hãm hại cho tới. Và thật ra mà nói, muốn thành Phật thì sao? Thì bằng mọi cách cũng phải quyết đạt đến đường giải thoát, đi cho đến cuối cùng. Như vậy tâm là chủ động cho các hành động. Như vậy thành bại được mất, sự chủ động của tâm trong các hành động rất nhiều, nhưng trên cơ bản là tâm nó hướng dẫn và định hướng các hành động của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta bị nghiệp ràng buộc thì cái sự thúc đẩy phía sau đó để làm cho tâm chúng ta hình dung khác nhau. Ví dụ chúng ta muốn làm giàu, một người lương thiện muốn làm giàu thì nghĩ như thế này: cố gắng đi làm, tạo công ăn việc làm, kiếm nghề nghiệp, hoặc thậm chí kiếm tiền đầu tư vốn để mà gọi là làm ăn kinh tế, mở rộng thương trường để làm giàu. Cái này nó xuất phát từ cái hạt giống lương thiện của một người bình dân đứng ở phía sau cái ước muốn đó. Một người muốn làm giàu suy nghĩ xách súng đi ăn cướp nhanh nhất, hoặc là bán heroin. Như vậy cái vấn đề muốn làm giàu, cái muốn nó hai người giống nhau, nhưng mà cái hạt giống động cơ nghiệp chướng và hạt giống đứng phía sau cái muốn đó của một người hiền lành lương thiện thì nó là những hạt giống để dùng thân này, công sức này và bằng lòng chân thật đem trí tuệ này để kinh doanh, để làm ăn, để thế tiết kiệm tiền bạc để làm giàu. Vậy một người cũng muốn làm giàu, nhưng mà đứng cái động cơ của phía sau của cái ước mơ đó, đó là một sự thúc đẩy bằng những hạt giống mà mình đã chứa đựng nhiều cái bất thiện. Cái này không ai muốn hết á. Tự thân tiềm tàng sâu thẳm của đó, đó là một hạt giống từ vô lượng kiếp được tồn tại trong cái dạng gọi là tiềm thức của chúng ta. Hay nói khác hơn là những hạt giống này nằm trong A Lại Gia Thức. À, nó được chứa đựng như vậy đó. Nó chứa đựng từ nhiều năm, nhiều tháng và vô lượng kiếp như thế. Vì vậy khi chúng ta muốn điều phục tâm thức này phải là như thế. Bước qua một lãnh vực nữa, cái chữ tâm này có rất nhiều tên gọi mà chúng ta không biết làm sao cho chính xác. Khi thì tâm, khi thì thức, khi thì tánh. Vậy thì chúng ta biết hiểu tâm, thức, tánh là như thế nào? Tâm thức giống hay khác? Tâm và thức giống hay khác? Hả? Khác chút là khác sao? Nhờ cô giải thích. Cảm thấy trên cái chữ là tâm là tờ ớ tớ em mờ tâm, còn nó khác cái chữ bên kia là t h ư ơ y sửa đổi ư c sắc thức. Hai chữ này khác nhau đúng không? Nói như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì?
Trên cơ bản tâm thức sự thật, tâm chúng ta phải hiểu, tâm nó gồm có chân tâm và vọng tâm. Hồi nãy giờ nói với các vị là vọng tâm đó. Chân tâm là khỏi cần giải thích, và chân tâm nó không có mang cái nghĩa hoạt dụng như nãy giờ chúng ta nói. Vì vậy trên cơ bản khi dùng cái chữ gọi là điều phục tâm hay là hiểu về tâm, nhận thức tâm, đây là thuộc về dạng là vọng tâm. Vì vậy tâm gồm có hai, chân tâm và vọng tâm. Chân tâm thuộc về tánh, vọng tâm thuộc về thức. Chúng ta hiểu cái này chưa? Như vậy bình thường khi nói đến chữ tâm thì chúng ta phải hiểu cơ bản nhất lãnh vực đang nói về tâm là lãnh vực nào. Nếu lãnh vực thuộc về dạng vọng tâm thì đó thuộc về lãnh vực của thức. Nhưng mà khi nhắc đến tâm thuộc về chân tâm thì đó thuộc về dạng bản chất của tâm, cái đó thuộc về tánh. Chúng ta rất là rõ cái này chưa? Như vậy thì có khi chúng ta gọi là tâm thức, có khi chúng ta gọi là tâm tánh. Như vậy khi gọi là tâm tánh thì cái đó thuộc về dạng là bản chất của tâm, thuộc về dạng chân tâm. Mà khi chúng ta nói về tâm thức, cái đó thuộc về vọng tâm, cái đó thuộc về dạng gọi là thức, nhận thức, phân biệt. Như vậy thì trên bề mặt từ ngữ chúng ta được hiểu là như thế. Vì vậy khi chúng ta gọi là điều phục tâm là điều phục tâm nào? Điều phục tâm nào? Như vậy trên nguyên tắc khi nói điều phục tâm thì là gọi là điều phục vọng, vọng tâm. Hay nói khác hơn là phải điều phục từ thức. Còn khi về đứng bề mặt chân tâm, đây đó lấy gì điều phục? Cái đó là bản thể rồi. Như vậy trên nguyên tắc, ví dụ như chúng ta có thể đưa ra một cái hình tượng của sóng và nước. Sóng là thức, còn tánh ước, cái đó thuộc về về dạng tánh. Còn nước thuộc về tâm. Như vậy căn cứ trên tâm đó mà sống, thì chúng ta nước cũng căn cứ trên nước đó mà sống, thì chúng ta gọi là thuộc về thức. Căn cứ trên nước đó mà thuộc tánh ước, chúng ta gọi là tánh. Như vậy thì tánh ước không đổi khi có sống hay là khi nằm yên. Như vậy bản chất của tâm là tánh thì không đổi theo bất cứ hoàn cảnh nào của chúng ta. Dù thành Phật, dù phàm phu, dù nằm trong địa ngục, tánh này vẫn không thay đổi. Dù là sống, dù là nước, dù nằm trong cái ly, dù nằm trong cái chai, nó có thể thay đổi về mặt hình thức và trạng thái, nhưng tánh nước vẫn không thay đổi. Đây gọi là tánh. Như vậy chúng ta có đọa địa ngục làm cái gì đó, chúng ta sinh vào súc sanh để làm một cái loài gì đó, hay là chúng ta có lên trời làm một chúng sinh của cõi trời, hay sau này chúng ta thành Phật, thì vẫn không thay đổi tánh này. Cái không thay đổi, cái đó gọi là tánh. Như vậy đứng về mặt chân tâm thì không đổi, nhưng vọng tâm thì thay đổi liên tục. Buồn, vui, giận, ghét, hận, thù, thương yêu, chấp trước, dính mắc, từ bỏ, đây là chuyện của phàm phu, bởi vì sống bằng hoạt dụng của thức, của vọng tâm. Vì vậy khi một người tu tập là điều phục, là điều phục cái vọng tâm này, có nghĩa là làm sao cho đừng sống nữa để trở thành một tánh thể yên bình của nước. Còn đứng về tánh khỏi cần điều phục, có ước, có sống, có gì đó, có là nước đá đi chăng nữa, có vô bình hay là đại chảy loang trên mặt đất, nước không đổi. Giống như vàng, có những khi chúng ta làm gì chúng ta đeo? Hả? Nhẫn. Rồi có khi đeo này là gì? Hả? Bông tai. Rồi khi làm gì cổ? Dây xích. Dây xích gì, dây chuyền gì đó. Rồi có khi gì đây? Lắc, vân vân. Rồi bây giờ lại đại khái tôi thấy đeo gì cùng chẳng cẳng nữa chứ. Thấy nhiều người cũng là làm vàng đeo dưới cùng cẳng lẳng đó chứ. Như vậy thì dù đeo ở đâu, đeo trên lỗ tai, đeo lỗ mũi, đeo cầm tay, đeo dưới chân, đeo cần cổ, bản chất nó là gì? Vẫn là vàng. Cho nên chúng ta có thể gọi là dây chuyền, có thể gọi là lắc, gọi là nhẫn, gọi là dây xích, gọi là gì đó, vàng khoan gì đó không biết. Đó. Điều tất cả nguyên tắc bản chất nó đều là vàng.
Đây là chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên về mặt cơ bản của tất cả chúng ta có thể khác nhau về mặt hiện tượng do nghiệp chướng và phước báo của mỗi con người, nhưng tánh thể của chúng ta là vẫn đồng. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tất cả các chúng sinh là Phật sẽ thành là vì vậy. Tức là Ngài thành những cái cơ bản là như thế. Chúng ta cũng có những cái như Ngài, nhưng mà chúng ta chưa được như Ngài, cho nên chúng ta còn trầm luân sanh tử mà thôi. Vì vậy cho nên căn bản để điều phục vọng tâm thì tu tập để giải quyết các vấn đề mà thiện ác này kia cái nọ đó, là nó nằm trên phương diện của vọng tâm mà thôi. Khi chúng ta đọc kinh Kim Cang, chúng ta thấy hai câu hỏi quan trọng của Ngài Tu Bồ Đề khi hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để an trụ tâm? Và câu thứ hai là làm sao để hàng phục tâm? Như vậy Đức Phật trả lời trong kinh Kim Cang thế nào? Đức Phật trả lời trong kinh Kim Cang: Này Tu Bồ Đề, nếu muốn hàng phục tâm thì phải đưa tất cả các chúng sinh, từ loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, quá sinh, loài có tưởng không tưởng, có hình tướng không hình tướng gì đó, tất cả vào vô dư niết bàn mà không thấy một chúng sinh nào được diệt độ, thì đó là hàng phục tâm. Rồi để thế nào là an trụ tâm? Đức Phật mới nói rằng là trụ vào những nơi không trụ, cái đó gọi là an trụ tâm. Cho nên là bất trụ sắc sinh tâm, bất trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Như vậy là trụ cái gì làm hết hồn nữa. Các vị đừng nhát ma tôi. Như vậy thì các vị thấy rằng làm sao để an trụ tâm và làm sao để hàng phục tâm. Như vậy thì an trụ vào những nơi không trụ gọi là trụ. Đây là điều chúng ta khó hiểu. Các vị có thể nghe lại 10 bài giảng về Kinh Kim Cang của tôi, thì các vị sẽ hiểu được cái câu trả lời này trong toàn văn của Kinh Kim Cang. Và như vậy, làm sao để mà hàng phục tâm thì đưa tất cả các chúng sinh mà thuộc về vọng tưởng đó, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, cái đó chỉ cho tất cả những trạng thái khác nhau của tâm, những suy tư khác nhau của tâm, tất cả những tình huống khác nhau của tâm, mà đưa cái này vào vô dư niết bàn, có nghĩa là làm sao cho các vọng tâm này được vắng lặng, thì ngay đó là hàng phục tâm. Cái này và chỗ tổ huệ khả có giống nhau không? Trên nguyên tắc văn tự chúng ta thấy không giống, nhưng tình huống sự thật, làm sao để được an tâm của Ngài Huệ Khả? Khi Ngài tìm lại không thấy sự vọng động nào trong tâm, thì lúc đó Ngài không thấy tâm, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy khi tất cả những lăng xăng vọng niệm, từ noãn thai thấp quá, tất cả những trạng thái khác nhau của tâm mà đưa vào vô như niết bàn, như vậy vô như niết bàn là gì? Là chỗ tịch tịnh mà không dấu vết. Như vậy không còn dấu vết của một hiện tượng trong tâm, mà tâm lặng lẽ như vậy, có phải là điều phục được tâm chưa? Vậy thì đó là các cách điều phục tâm đó. Như vậy trên cơ bản, tâm có hình tướng đâu mà lấy chỗ trụ? Và trụ là trụ ở đâu? Trụ vào sắc, trụ vào thanh, trụ vào hương, trụ vào vị, trụ vào xúc, lấy chỗ nào trụ? Vì tâm không trong, không ngoài, không ở phản giữa, không ở tất cả các sự vật hiện tượng, vậy chỗ nào để trụ tâm? Như vậy tâm chúng ta đâu phải là một cái cục nào đó, một cái đối tượng, một hiện tượng nào đó. Dựa vào hiện tượng để nhận thức được tâm. Cái dựa vào hiện tượng nhận thức được tâm cũng như chúng ta dựa vào điện để biết rằng có điện vậy đó. Ai thấy điện không? Hả? Thấy không? Như vậy muốn biết điện phải làm gì? Đâu có, đụng vô đi rồi biết. Như vậy trên cơ bản muốn biết điện thì cứ đụng vô thử. Xin thưa, đừng làm đó, cảnh sát lụm tôi nữa. Nói tôi suối người ta, điện giật chết thôi. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Vậy thì muốn biết được điện dựa trên tất cả các hoạt dụng của cái phương tiện công nghệ thì chúng ta mới biết rằng trong đó có điện. Micro này có điện không? Không có điện, nãy giờ tôi nói, giờ sao các vị nghe? Như vậy cái này có điện không?
Hả? À, cái này cũng có điện. Như vậy dựa vào hoạt dụng nó mà chúng ta biết rằng nó có điện. Nhưng mà thấy không? Dựa vào sự hoạt động của nó để thấy. Như vậy có thấy tâm không? Không. Nhưng dựa vào các hoạt dụng để nhận ra ra tâm. Như vậy người thấy được tâm, thấy được tánh chất của tâm, người này phải thuộc về dạng chứng đạo, phải vượt qua tất cả hiện tượng của sự vật, của nhận thức, thì lúc đó mới biết được tâm là gì. Đây là điều vô cùng quan trọng. Như vậy khi chúng ta nhận thức biết được hoạt dụng của tâm, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được rằng là hoạt dụng của tâm như thế nào và trị giá của tâm như thế nào. Vì vậy trên cái lộ trình nhận túc tu học và điều phục tâm, làm sao để điều phục được tâm? Nếu nói về lý vừa dựa vào kinh Kim Cang thì chúng ta thấy rằng để hàng phục tâm và để gọi là trụ tâm thì nó là những cái thuộc về lý cao xa như vậy. Trên cơ bản của một phàm phu rất là khó nhận thức về điều này để có thể là làm sao để điều phục. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc tất cả các sự vật hiện tượng nó vốn là không lỗi. Chúng ta hay đổ thừa cái này lỗi, cái kia lỗi, cái nọ lỗi. Không có cái nào lỗi cả. Thông thường ví dụ như chúng ta ở chùa, chúng ta thấy những người phụ nữ đi chùa có những cái tính cách ăn mặc này kia cái nọ, chúng ta nói là đi phá hoại mấy ông thầy tu hay gì thân thế thế đó, đồ quỷ chùa thế. Cái câu này nói bậy. Nói bậy. Những người có tu Phật nói vậy là nói bậy, nói là không hiểu gì hết. Cái gì đó là chuyện của người ta. Ai kêu mấy ông động mấy ông chịu. Tôi nói này là tôi nói thật. Trên nguyên tắc là như vậy. Các vị đừng nghĩ rằng một người ăn mặc vậy bước vô chùa có tội. Phật là viên kim cương rồi, cái giống gì cũng không có sao đâu mà tội. Với hơn nữa đây là Phật tượng. Thành ra chúng ta về lý, chúng ta không khéo chúng ta làm mâu thuẫn rất là lớn. Tất cả các pháp nó là như vậy. Một con người đã như vậy, ăn mặc đã như vậy, bông hoa này như vậy, chai nước này như vậy, bản chất nó là vốn là như vậy. Có thương, có ghét, có loại trừ, có bám víu, có ái thủ, đó là chuyện của con người chứ không phải là chuyện do nó. Như vậy nếu để gọi là bám vào bông hồng, sao hàng trăm ngàn người ta không bám? Tại sao người này bám? Thì mình bám mình chịu chứ. Đâu phải nó kêu mình bám đâu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi nghĩ về vấn đề trạng thái tâm và vấn đề tu tập, chúng ta mới thấy các pháp vốn không ngăn ngại. Ngăn ngại là tại mình. Vì vậy khi chúng ta tu tập phải hiểu được cái này. Giống như nãy tôi nói, cái tai không phải gì nó ham thích cái điện thoại này mà nó muốn lấy. Cái tai vốn vô tội. Như vậy trên bản thân của con người này, mắt này vốn vô tội, tai này vốn vô tội, miệng này vốn vô tội, thân này vốn vô tội. Cho dù ngồi kế một người nữ không mặc gì về kế một bản thân tôi, cái đó có tội không? Xin thưa, trên nguyên tắc chẳng tội lỗi gì cả. Nhưng mà ví dụ tôi đang ngủ, cho nên là ai ngồi kế bên tôi đâu biết. Nhưng điều quan trọng nhất là khi tôi giật mình thức giấc mà tôi nhìn qua thấy một người đẹp á, thì lúc đó nó có vấn đề. Có phải không? Như vậy hồi nãy giờ người ta cũng ngồi kế bên tôi mà có sao không? Không. Nhưng tại sao bây giờ tôi liếc qua tôi thấy cái tự nhiên có vấn đề? Như vậy để cho các vị thấy rằng vấn đề nó không phải là ngồi sát hay là ngồi xa. Vấn đề không phải là cô này đẹp hay là cô này xấu, mà cái vấn đề là khi nào tôi tác ý về vấn đề này. Còn bản thân là nó vốn cảm xúc là chuyện bình thường, con mắt vốn thấy là chuyện bình thường. Ví dụ bây giờ phía trước tôi có một người không mặc đồ, không lẽ kêu tôi đâm đuôi mắt để đừng thấy? Đúng không? Như vậy trên nguyên tắc mắt tôi vốn thấy, tôi không cần thiết phải nói ý gì kỳ vậy. Đúng không? Ý kỳ mà tai che nè. Có phải không? Như vậy có ý là kỳ cần cách đó không? Vậy thì cái đó nó vốn là bình thường. Nhưng mà kỳ là tại ta kỳ chứ không phải tại họ kỳ. Họ mặc họ không ăn mặc gì, họ không kỳ mắc gì ta kỳ. Hả? Có phải không? Vậy thì ở đây ta kỳ họ kỳ.
ta kỳ, vì đâu ra ta kỳ? Vì tâm ta vốn, vốn phân biệt nhận thức và dao động. Tôi nói để các vị thấy rằng cái tính chất của tu nó không phải dựa vào trên một vài hình tướng mà chúng ta từng dính mắc cố chấp. Thông thường chúng ta cứ dính mắc và cố chấp trên một vài tình huống về hình tướng như vậy, chúng ta đó là cho là nhận thức và tu tập. Như vậy sao? Phật không dạy ai tu tập bằng cách đó cả. Vì vậy khi Tổ Huệ Năng đến chùa Ấn Tông, gặp hai chú tiểu nhìn thấy cái phướng đang quay quay động, một chú thì nói gió động, một chú thì nói phướng động. Tổ Huệ Năng nói gì? Các vị giỏi rồi đó, các vị làm tổ được hết rồi đó. Các vị làm tổ được rồi. Trả lời thay tổ luôn. Như vậy thì trên căn bản là lúc đó Tổ Huệ Năng nó mới nói rằng chẳng phải gió động mà chẳng phải phướng động mà gió tâm nhân giả động. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tâm dao động sẽ dao động hết tất cả sự vật hiện tượng. Vì vậy Kinh Hoa Nghiêm nói một câu là tâm sinh chủng chủng pháp sinh, mà tâm diệt chủng chủng pháp diệt, là chỗ này. Như vậy chúng ta có tác ý, chúng ta có suy tư, chúng ta có dính mắc, chúng ta có bám víu, thì tất cả các sự vật hiện tượng đều sẽ... Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Vậy thì chúng ta đọc qua một cái đoạn câu là... Tới đâu rồi? Kinh Hoa Nghiêm nói là tâm sinh chủng chủng pháp sinh, châm diệt, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Như vậy là tất cả các pháp sinh diệt là do tâm sinh diệt chứ không phải do pháp. Bởi vì tất cả các sự việc hiện tượng nó vốn là như vậy. Cho nên chúng ta không cần thiết chúng ta phải phá hủy tất cả các sự vật hiện tượng để chúng ta được yên tâm. Chúng ta nói hoa hồng này thu hút tôi, nó làm tôi đam mê quá. Như vậy tìm cách xóa hoa hồng để đập dẹp cái hoa hồng. Hoặc là không đập dẹp hoa hồng được thì móc câu đuôi con mắt. Như vậy thì trên nguyên tắc này chúng ta có phải là một cái cách tu tập như vậy không? Vậy thì mai này cô nào làm chúng ta điên đảo, mất ăn mất ngủ thì ra đập cho chết cô đó để mình được yên tâm, có phải không? Đập đi cảnh sát nó còng vô tù mà ngồi, có phải không? Vậy thì không phải do chúng ta hủy hoại hết tất cả các sự vật hiện tượng để chúng ta được yên tâm. Đây là câu mà tôi muốn nhắc các vị. Sự vật hiện tượng vốn là của sự vật hiện tượng. Đẹp xấu phải trái này kia kia nọ là của sự vật hiện tượng. Chúng ta có dao động thì nó các phần sự vật hiện tượng có sinh, mà chúng ta không dao động thì nó có ở trước mặt chúng ta cũng chẳng ý nghĩa gì. Như vậy chúng ta không đổ thừa người khác, mà cơ bản nhất là hãy đổi thừa chính chúng ta. Sự sai đúng gì đừng vội đổi thừa người ta, mà hãy tự kết tội mình trước đi. Trên nguyên tắc khi chúng ta tu tập, chúng ta phải tự phân biệt được chân tâm vọng tâm, phân biệt được tất cả đúng sai phải trái, và chúng ta hãy giữ được trạng thái tâm từ sâu thức, từ sâu thẳm của tâm hồn. Còn khi nó đã trở thành sự vật hiện tượng mà con người chúng ta đã hành động bằng thân hoặc bằng miệng rồi, thì nó đã bắt đầu trở thành cái gọi là nghiệp. Như vậy là trở thành nghiệp là có quan trái rồi. Như vậy chúng ta ở đây trên mặt bề mặt hiện tượng tu tập, chúng ta không cần thiết chúng ta phải đi xóa tất cả sự vật hiện tượng, không đổi thừa trời đất, không đổi thừa gái trai, không đổi thừa quỷ sứ hay gì đó. Các vị không nên như vậy. Mà tôi nhớ các bà ở chùa là hay chửi mấy câu này lắm, nhất là gặp mấy cô bu bu mấy ông thầy là chửi. Nhưng mà này á, mấy bà khó chịu chửi hay là tại việc đó nó khó chịu? Tại mấy bà chướng, mấy bà tự chướng, mấy bà chửi chứ, có phải không? Riêng tôi nghe chửi quỷ ma tùm lum, mà tôi thấy cô nào cũng đẹp mà, sao gọi là quỷ? Như vậy sự vật hiện tượng nó là như vậy. Cái đẹp chúng ta phải tôn trọng đẹp, chứ chúng ta không phải tu tập theo cái dạng là nhìn này hỏi gặp nhìn một hoa hậu với một con chó, hỏi hoa hậu với một chó, tôi tu thành ra tôi không phân biệt chó hoa hậu giống nhau. Tu hành cái kiểu gì kỳ cục vậy? Tu gì mà không nhận ra được đây là con người, đây là chó?
như vậy tu thời gian điên rồi à. Cho nên ở đây không có một lý do để chứng tỏ ta tu cho nên nhìn hoa hậu với chó giống nhau được. Không có như vậy. Cho nên có những người chứng tỏ ta là chân tu, cái người ta dọn mâm cơm hay là đồ ăn, người ta cúng dường, cái hỏi thầy ăn ngon không? Tôi tu cho nên ăn không có ngon dở. Tôi vô ta đâm muối ớt cả cả chén tôi cho ăn chứ. Tại sao mà tu hành gì ghét rồi bây giờ ngon dở cũng biết nữa, ông là gì vậy? Cho nên á, những cái cách đó không phải là gọi là chân tu. Không phải tu để không biết gì. Như vậy từ một con người có hiểu biết, tu thời gian hết biết rồi thành gỗ đá rồi. Như vậy không phải là cái tu của Phật giáo. Tu như vậy trở thành vô minh hết trơn rồi. Tu gì? Đạo Phật là biến con người trở thành trí tuệ. Tại sao tu thời gian vô minh hết trơn rồi vậy? Và lúc đó vậy chúng ta gọi là chân tu. Vậy mà cũng có một số người á, nghe vậy khoái lắm. À thầy vậy là dạng chân tu mộp lại sói chán. Lại ông khùng. Như vậy đâu phải là cái cách tu của Phật giáo đâu. Phật không dạy cho chúng ta tu hành để trở nên mù mờ, mà Phật dạy cho nên chúng ta có trí tuệ để phân định được, nhận thức được tính giả quyển của vạn pháp, mà để tự làm cho mình không bị dính mắc, chứ không phải là không biết gì. Chúng ta phải hiểu là rất rõ là như vậy chứ. Như vậy á, chúng ta bị cảnh vật chi phối là tại tâm chúng ta chưa được điều phục. Chứ chúng ta đừng có đổ thừa bên ngoài để đâm đuôi con mắt cũng vậy thôi. Không có là những lý do như vậy. Cho nên chúng ta nhớ trong Pháp Bảo Đàn Kinh Tổ Huệ Năng có dạy một câu. Đó là sử dụng tất cả Pháp chẳng khởi... Xin lỗi, câu đầu là phân biệt tất cả Pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Sử dụng tất cả Pháp chẳng khởi tưởng sử dụng. Câu này tuyệt vời ở nhà thiền và cả vấn đề tu học của tất cả các vị. Có nghĩa là phân biệt tất cả Pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Có nghĩa rằng tôi biết đây là chai nước là phân biệt tất cả Pháp. Tôi biết đây là bông hồng. Tôi biết đây là điện thoại. Tôi biết đây là micro. Cái đó gọi là phân biệt tất cả Pháp. Chẳng khởi tưởng phân biệt có nghĩa rằng cái điện thoại này nó quý hơn chai nước cho nên tôi tìm cách tôi lấy nó. Là khởi tưởng phân biệt. Như vậy biết để bông hồng nó khác với cái này, biết để hoa hậu khác với con chó. Tôi nói dẫn dắt vậy để cho các vị dễ hiểu tại sao tôi nói như thế đó. Tôi biết để micro này nó khác với cái này. Đó là phân biệt tất cả Pháp. Nhưng tôi không có chiếm hữu là hoa hậu và tôi không loại trừ con chó. Hay là tôi không có chiếm hữu cái điện thoại để tôi loại trừ chai nước. Có nghĩa là phân biệt tất cả Pháp chẳng khởi tưởng phân biệt là như thế. Như vậy trên nguyên tắc chúng ta là một con người trong tương giao. Biết người và người đẹp xấu phải trái. Phải biết chứ tại sao không biết. Hay là nhắm mắt để không được biết. Xin thưa các vị không có làm như thế. Nhắm mắt vẫn biết như thường. Nên nhớ là như vậy. Cho nên dính mắt là dính mắt từ tâm chứ không phải là do con mắt. Con mắt vốn vô tội. Tôi nói với các vị vậy. Nên các vị có nhớ câu chuyện của một cái vị thầy tu đi qua đò không? Đó, câu chuyện đó là để giải thích vấn đề này. Ông thầy tu đi qua đò gặp cô lái đò đẹp là sao đó. Không biết nhìn cái. Tự nhiên khi đi qua đò ai cũng lấy một đồng, lấy ông thầy tu hai đồng. Ông thắc mắc. Ông nói ủa sao, tại sao bao nhiêu người lấy đồng tôi lấy hai đồng. Cô lái đò mới nói là hồi nãy ông nhìn tôi. Cho nên tôi lấy thêm một đồng là vì ông nhìn. Được rồi. Ông này móc túi ra trả hai đồng. Tức lắm ai à. Tới chừng bạn về, từ trên mà đi xuống dưới đò đó không có dòm nữa, dòm dưới đất nha. Cứ găm đi ngồi đó. Tới chừng lên cô gái đòi 4 đồng. Lần này là nóng máu thiệt rồi đó nha. Lần này bắt đầu cự đó. Hồi nãy cô nói đúng, tôi có dòm cô thật, cho nên cô lấy 2 đồng. Tôi bắt buộc ức quá nhưng mà phải trả. Đúng là tôi có dòm cô. Nhưng tôi hỏi, hồi nãy giờ từ trên bến đò cho xuống tới dưới này, cô thấy tôi có dòm cô miếng nào không? Nhưng tại sao cô lấy tôi 4 đồng?
Nói nãy ông nhìn tôi bằng mắt, bây giờ ông không nhìn bằng mắt mà ông nhìn bằng bằng tâm. Cho nên cô này mới nói ông nhìn bằng mắt, ông nhìn đâu thấy đó, ông nhìn bằng tâm ông thấy tất cả. Câu này tôi nói thay cho cô lái đò. Vậy thì các vị thấy cái điều gì? Cái tâm quan trọng ở chỗ đó đó. Vì vậy khi vấn đề tu tập là chuyển hóa, tâm thức là một trong những điều vô cùng quan trọng cho chúng ta. Khi các vị chuyển hóa tâm thức nhẹ nhàng hơn, khi các vị trở thành tạo nghiệp với các dự xung quanh rồi, vậy thì chúng ta sẽ thể phân biệt đoán định trong tất cả các sự vật hiện tượng từ trong bản tâm của chúng ta ra, thì nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế tối đa việc sai lầm trong cuộc đời của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Và bên cạnh đó cái câu thứ hai, sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, có nghĩa là ăn uống, tiếp xúc vân vân. Ví dụ ăn, ta hỏi ngon không? Biết ngon. Ăn ớt cay biết cay không? Biết cay. Ăn đường ngọt biết ngọt không? Biết ngọt. Ăn muối mặn biết mặn không? Biết mặn. Được rồi. Ngon dở mặn lạc đều biết. Nhưng mà không có hỷ lạc với ngon và không có sanh tâm ghét bỏ với dở, không khởi sân với dở, mà không có khởi tham đắm với ngon. Ăn tới đó đủ là đủ. Như vậy sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng. Trên nguyên tắc thầy tu có ăn không? Thầy tu có ăn có nghĩa là thầy tu sử dụng tất cả pháp. Nhưng mà cũng cái sử dụng đó có thể có lỗi mà không lỗi. Tôi hỏi các vị, thầy tu có giữ tiền không? Lỗi hay không lỗi? Cái này là cái quan trọng. Nếu thật sự giữ tiền vì Tam Bảo, vì chúng sinh, vì Phật sự, giữ đầy cả cái chùa này cũng không có lỗi gì. Sử dụng tất cả pháp là như thế. Chẳng khởi tưởng sử dụng có nghĩa là không tham đắm hay là không lợi dụng cái này vì mưu đồ cho riêng tôi. Nhưng mà khi đã có cái tâm tham đắm hay mưu đồ riêng mình thì đừng nói là cái gì, một đồng cũng vẫn có lỗi, chứ đừng có nói là bao nhiêu. Vậy thì ở đây chúng ta tùy nghi các vấn đề và mục đích của vấn đề mà chúng ta đánh giá. Trên nguyên tắc không thể quơ đũa cả nắm, không thể nói thầy chùa thế này, thầy chùa thế kia. Thầy chùa cũng là con người chứ bộ thầy chùa là gỗ đá vậy. Như vậy thì khi vấn đề tu tập của chúng ta qua quá trình mà nhận thức tu hành, điều này rất rõ ràng như thế. Tiến trình tu tập của một con người và vấn đề giá trị giải thoát của con người, nó nằm trong tất cả các hành động, chứ đừng có đợi nghĩ rằng sau khi chết là cái gì. Vấn đề tu học không phải là nghĩ là sau khi chết để được cái gì. Không phải mang cái nghĩa làm một vài hình thức gì đó, chịu đựng một vài hình thức gì đó, rồi chúng ta nghĩ rằng sự chịu đựng đó để mai này sau khi chết chúng ta được cái gì đó. Không phải là con đường tu của Phật giáo. Con đường tu của Phật giáo không phải là một con đường hứa hẹn sau khi chết như một vài tôn giáo đang hiện hữu. Bởi vì cái đó một sự hứa hẹn không thiết thực. Giá trị của Đạo Phật ở chỗ là tu tập ngay giờ phút nào an lạc giải thoát, ngay giờ phút nào đạt được tịnh độ, ngay giờ phút nào lìa bỏ được tham ái dính mắc, giải thoát ngay giờ phút đó và cảm nhận được liền, chứ không phải là chuyện sau khi chết. Chuyện sau khi chết là chuyện của tương lai, nhưng tương lai đó phải quyết định được bằng thực tại. Thực tại có tịnh độ thì tương lai mới có tịnh độ. Thực tại có giải thoát, tương lai mới giải thoát, chứ không phải đợi sau khi chết để sự giải thoát và tịnh độ hiện hữu ra. Đó là sự tu tập máy móc và tưởng tượng. Vì vậy, trên cái nguyên tắc của một con người, khi có tham nặng trĩu trong lòng, biết mình có tham, và khi mình từ bỏ được tham nhẹ nhàng trong lòng, biết mình nhẹ nhàng không? Chứ đâu phải đợi sau khi chết mới biết mình nhẹ nhàng.
Có phải không? Như vậy các gánh nặng phiền não của tâm là như thế. Tâm có tham biết có tham, tâm có sân biết có sân, tâm dính mắc quế độ biết dính mắc quế độ, tâm còn tham ái biết còn tham ái. Và khi nào loại trừ hoặc chuyển hóa từ tham sân và tham ái nhẹ bao nhiêu, cảm giác trong lòng nhận ra được sự tiến bộ trên lộ trình tu tập bấy nhiêu, từng giờ từng phút, chứ không phải là nói cái chuyện mà viễn vông xa vời. Cho nên ngồi đó mà đi cãi lộn, mai này tôi thế này tu đi, rồi mai đó thế kia, rồi làm như này này, mai này thế nọ, cái đó là những dạng mà gọi là tín ngưỡng, thậm chí mê tín. Cái sự tu tập nó không phải là mù mờ và mê tín như vậy. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng tại Đức, đó là bài giảng là tập buông xả. Tôi có nói bài giảng này nhiều, lặp lại nhiều rồi, lặp lại nhàm quá không lặp nữa. Xin thưa các vị, vậy thì cái mức độ nhận thức giá trị tu tập và chuyển hóa tâm, đây là trên với bề mặt của tất cả hiện tượng sự vật và của tâm thức, là của vọng tâm, cần phải thay đổi chuyển hóa. Nguyên tắc chân tâm không cần thay đổi gì cả, bản thể vốn là vậy, bản thể vốn không đổi, không do tác dụng để nó khác đi. Vì vậy trên nguyên tắc điều phục tâm thì chúng ta điều phục bằng cách là chuyển hóa các vọng thức. Đứng trên mặt cao hơn nữa là vô tâm cùng sự vật hiện tượng. Đây là mức độ tu tập cao hơn. Tôi ở đây là tôi nói bằng lý thuyết. Xin thưa các vị, trên cái bề mặt gọi là vô tâm với tất cả sự vật hiện tượng, đây là điều mà Ngài Bàn Quẩn đã từng nói trong một bài kệ mà chúng ta nên nhớ. Đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngưu bất phạ sư tử hống, kháp tợ mộc nhân kháng hoa điểu, hoa điểu phùng nhân diệt bất kinh. Rồi mộc nhân bản thể tự vô tình, tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Câu này văn Hán chúng ta chưa được hiểu, tôi phân tích từng đoạn để chúng ta hiểu. Đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu. Chỉ cần chúng ta đừng phân biệt vọng tưởng đến tất cả các sự vật hiện tượng, thì các sự vật hiện tượng nào có làm chúng ta khổ đau cái gì? Thành bại được mất đó là quy luật cuộc đời, nhưng do con người dính mắc tham ái khổ vui, chúng ta mới bị nó sai sử và vật vã như thế. Sự vật hiện tượng nó là như vậy. Như vậy thì tất cả những cái sự diễn dịch hồi nãy giờ của tôi về phía trước đó, tất cả các sự vật hiện tượng tự thân nó là như thế, mà do tâm dính mắc chúng ta mới bị chao đảo và phiền não. Vì chúng ta không dính mắc thì khỏi cần lo. Cho nên hai câu sau là mang nghĩa so sánh. Thiết ngưu bất phạ sư tử hống, kháp tợ mộc nhân kháng hoa điểu. Thiết ngưu là con trâu sắt, bất phạ sư tử hống là chẳng sợ tiếng rống con sư tử. Trâu sắt có sợ tiếng rống sư tử không? Như vậy thì muốn nói rằng tự thân của con trâu sắt thì không sợ tiếng rống sư tử, trâu thiệt mới sợ tiếng rống sư tử. Vậy thì ở đây tâm chúng ta còn có sanh diệt, còn có vọng khởi, còn có dính mắc, chúng ta mới còn cảm thấy sợ trần cảnh, sợ này kia. Nhưng khi tâm chúng ta thanh tịnh an lành thì không có gì làm chúng ta dao động. Đó là ý muốn nói là như vậy. Kháp tợ mộc nhân kháng quả điểu, tức là giống như là mộc nhân là người gỗ, người cây, người gỗ á. Kháng quả điểu, kháng quả điểu là nhìn con chim vẽ, quả điểu là con chim vẽ. Cũng như người gỗ nhìn chim vẽ có động lòng không? Không. Đây là cái cách ví dụ sánh ví. Mộc nhân bản thể tự vô tình, tức là cái người gỗ nó vốn không có dao động. Rồi mộc nhân bản thể tự vô tình. Rồi quả điểu phùng nhân diệt bất kinh, tức là con chim vẽ đó, nó chẳng kinh sợ khi nó gặp người. Bình thường cái gì sợ người? Con chim thiệt mới sợ người đúng không? Mình đi mình gặp chim thiệt nó mới chạy chứ. Còn con chim vẽ để đó nó có sợ không? Không. Như vậy ở đây là quả điểu phùng nhân diệt bất kinh, có nghĩa là chim vẽ không có sợ người. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Tâm cảnh nó vốn là như vậy đó. Tâm như thế, cảnh như thế, sự vật hiện tượng như thế đó.
Hà Lữ Bồ Đề đạo bất thành. Nếu mà chúng ta không dính mắc như vậy, sợ gì mà không thành đạo Bồ Đề. Như vậy trên nguyên tắc căn bản sự tu tập là để đạt được mức độ, có nghĩa là tự tại với mọi thứ, và cái đỉnh cao là tự tại với sanh tử. Tự thân bây giờ tự tại được với sanh tử không? Chưa. Thậm chí có những người đi khám bác sĩ còn sợ, không dám. Sợ khám bác sĩ rồi, bác sĩ khám rồi ra bệnh chết tôi à. Coi sao nghĩ coi khôn không? Có những người nghĩ khôn ghê gớm. Sợ đi khám bệnh rồi, sợ biết bác sĩ phát hiện mình ra bệnh. Như vậy cái đó vốn tốt hay xấu? Bác sĩ mà khám ra bệnh để giúp mình biết được bệnh trước thì tốt chứ. Còn cái này cuối cùng mà sợ khám ra bệnh, vậy tới mai này tự mình biết bệnh thì sao? Thì vô quan tài ngồi đi con. Vậy thôi chứ làm gì. Như vậy thì ở đây chúng ta, tôi muốn nói cái gì? Chúng ta lúc nào cũng sợ hãi với sanh tử thành bại được mất, vì đây là tâm của phàm phu. Tâm chưa có sự điều phục và tâm chưa có sự tu tập. Một người có tu tập, đối với sự thành bại được mất quan, nó thay đổi. Tâm con người chúng ta bớt dao động ở một mức độ nào là do sự chuyển hóa tu tập chúng ta ở mức độ đó. Cơ bản nhất ngày xưa chúng ta cùng một tình huống, chúng ta khổ đau quằn quại thế nào, nhưng mai này cũng gặp một tình huống như thế, tâm chúng ta bớt dao động và bớt khủng hoảng hơn, có nghĩa là đã tu tập được tiến bộ. Như vậy trước kia chúng ta gặp một người thân bị bệnh tật hoặc qua đời, chúng ta cảm thấy rằng đau khổ quằn quại thế, nhưng mai này người thân chúng ta qua đời, chúng ta chăm sóc hết sức mình, nhưng mà mức độ đau khổ đó chúng ta bớt đi, để chúng ta đầy đủ tỉnh táo để săn sóc, để lo một công việc, chứ không phải là trở thành kẻ vô cảm. Nó không phải là như vậy, là đây là do vấn đề làm chủ được tâm. Ngày xưa ngủ sợ ma thở nào, nhưng mà bây giờ do vấn đề tu tập quán chiếu rất rõ thì cái mức độ sợ ma giảm đi, hoặc là những tiếng động lung tung đó bớt động tưởng đi, và bớt nghĩ đó là ma đến gõ cửa hay gì đó, nó lôi kéo gì đó, vọng tưởng bớt chừng nào, đó là sự tiến bộ trên đường tu tập nhiều chừng đó. Đây là cái mức độ mà tu tập của mỗi hành giả chúng ta tự mình trắc nghiệm biết được mình có tiến bộ hay không. Chứ đừng có nói mà ngồi đó mà tu mà đợi chờ thế, làm những việc lạ đời để tưởng tượng rằng được nhiều phước báo công đức gì đó, coi chừng trở thành ảo tưởng đó. Và một điều nữa tôi muốn nhắc ở trong cái vấn đề này, xin thưa các vị, đây là giữa tâm thức hay là thần thức và linh hồn. Sự thật, quan điểm này, linh hồn không phải là một quan điểm trong Phật giáo. Phật giáo không có thuyết minh về linh hồn. Linh hồn là từ một vài tôn giáo có thuyết minh về linh hồn, và những cái tín ngưỡng tập quán dân gian có thuyết minh về linh hồn. Nhưng đạo Phật không có quan niệm về linh hồn. Đạo Phật quan niệm về thần thức hoặc là tâm thức mà thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tại sao vậy? Linh hồn mang cái nghĩa là một hình ảnh đó được tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác, mà chúng ta cũng từng in trí cái này. Ví dụ chúng ta có một người thân qua đời, với độ tuổi đó, con người đó, dốc dáng đó, quần áo đó, thì mai này khi chúng ta nhớ đến người đó, chúng ta nhớ hình ảnh nào? Cái hình ảnh mà chúng ta từng thấy biết đó, có phải vậy không? Nhưng mà sự thật, người này hiện giờ có phải là cái phản ánh của hình ảnh chúng ta thấy biết hay không? Đây là điều chúng ta nên nhớ. Cho nên những người nằm chim bao thấy những người thân mình ăn mặc như vậy, với dáng dấp vậy, độ tuổi vậy, quay trở về thế, chúng ta cứ cho rằng người thân chúng ta về thăm bằng cách đó. Đây chỉ là dạng ký ức mà thôi. 1000 năm sau, nếu chúng ta còn tồn tại trên cuộc đời này, chúng ta vẫn lặp lại những cái giấc mơ như thế đó. Vì đó là một hình ảnh tiền trần lạc tả ảnh tử. Tức là những hạt giống, xin lỗi, những cái cảnh tượng của năm trần còn gieo vào, trở thành cái hạt giống trong tàn thức của chúng ta. Vậy giấc mơ đa phần chúng ta hình dung về những cái ký ức mà chúng ta đã từng có về một con người, về một sự vật hiện tượng. Như vậy mức độ quan điểm về linh hồn không có trong Phật giáo, nhưng mà chúng ta gọi thì cứ gọi. Thậm chí ở trong chùa chúng ta cúng cô hồn, chúng ta cũng gọi cô hồn ơi hỡi cô hồn này kia, thì cứ gọi cứ kêu. Nhưng thật sự quan niệm về hồn này kia nọ là một từ ngữ hết sức dân gian. Trong thực tế của Phật giáo là một cái dạng gọi là thần thức, bởi vì
tình huống của con người thay đổi theo nghiệp và thay đổi theo sáu đường: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và trạng thái của con người thay đổi theo tình mức độ của nghiệp cảm. Cho nên cái hình ảnh mà chúng ta thấy và hình ảnh ngày hôm nay thực tế của một chúng sinh đó khác xa vời như thế nào chúng ta không được biết. Vì vậy, quan điểm linh hồn là một hình ảnh đó, con người đó mãi mãi là con người tồn tại trong dạng đó. Đây là quan điểm về tôn giáo học chứ không phải quan điểm về Phật giáo. Và chính quan niệm vậy dẫn đến một số con người chủ quan. Cứ làm ác đi, cứ tạo tất cả các việc đi, rồi xin tha thứ ban tặng gì đó là xong. Rồi cuối cùng chúng ta mãi mãi là người, chó vẫn mãi mãi là chó. Cho nên là súc sinh mãi mãi súc sinh, cho nên tao có quyền ăn mày. Thế thế, đây là chúng ta cho và chúng ta có quyền. Nhưng đôi khi chúng ta ăn những hình thái mà chúng ta sẽ được lặp lại. Cái này các vị sẽ nghe lại bài giảng Con đường xưa em đi. Như vậy thì trong cái mức độ gọi là tâm thức của chúng ta hay là thần thức là một cái quan niệm rất đúng đắn trong học thuyết tái sinh và luân hồi của Phật giáo. Như vậy, trở lại vấn đề của chúng ta, qua cái bài giảng tâm là gì, tôi đi cho các vị sơ lược một dòng để nhận thức về vấn đề chữ tâm trong Phật giáo. Và chữ tâm có phải là duy tâm học hay không? Và chữ tâm có phải là một linh hồn vĩnh cửu hay không? Để cho chúng ta có một cái hình dung tổng quát về cái vấn đề chữ tâm mà chúng ta từng nghe đâu đó, đọc đâu đó trong kinh điển Phật giáo, và thỉnh thoảng nghe các bài giảng mà chúng ta còn có cái cảm giác nhận thức mơ hồ. Và hôm nay không phải là tôi nói rằng vấn đề giải quyết tận gốc, nhưng mà tôi chỉ đi qua một cái khái quát để chúng ta có một khái niệm tương đối gần gũi hơn với chữ tâm trong Phật giáo. Và đó là những gì tôi gửi đến các vị bằng cả tâm lòng của tôi. Và giờ này đuối rồi. Hết thấy đường luôn rồi đó. Và tôi xin dừng bài giảng tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Cảm ơn các vị. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư. Hồi hướng luôn thầy.